Hello, Happy xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay Happy sẽ chơi một cái tựa game tên là Block Food nha, nhưng mà ở trong Roblox. Nhưng mà Happy không biết là Happy có đọc đúng tên không nữa. Hình như là mình đi vô đây. Ơi các bạn ơi. Vừa vô Happy thấy cái rương rồi nè, nhưng mà không biết cái rương này đựng cái giống gì trong này nữa. Để xem. Ủa. À cái này là money. Ai được 379 money rồi. Wow. Bây giờ mình làm gì đây? Các bạn ơi, Happy thấy rồi nè, bây giờ mình đang ở level 1 đây. Nhưng bây giờ mình ra mình đi đánh mấy cái con này phải không? Ê, ủa level 5 gì vậy? Cái này đấm này đúng không? Đào. Ui mất máu rồi nè. Dạ. À hình như mình đấm đó. Dạ. Cái gì vậy mà ăn? Trời trời dù duyên quá à. Tự nhiên Happy đang đánh cái đụng một cái ủa sao nó không tăng cái này lên. Để Happy tìm thêm mấy con quỷ khác Happy đánh á. Ủa cái này là gì á? À hình như là cái gì á, không biết. Thôi giỡn thôi chứ bây giờ mình đàng hoàng lại nè. Đó leo này đi nữa, bạn nó đứng nó hoài trời. Sao có ít mấy con quỷ nhiều quá vậy? Hời. Ủa nó có cơ bắp nữa kìa, mấy cái gì á? Ờ đúng rồi là cái cơ bắp. Yeah, tao là 44 rồi nè. Cái gì á? Ủa? Dạ. Ủa nó làm gì mà? À, hình như có một con ở đây hả? Như vậy tới cái gì? Một chút nữa Happy sẽ chạy vô cái nói chung là cái lâu đài hả? Không biết. Thôi bây giờ Happy sẽ đánh Đào. Ây da. Rồi xong Happy đánh được nó nè. Ờ Happy giỡn á chứ giờ Happy sẽ bình thường lại. Tại hồi nãy Happy giả bộ im lặng á. Thôi giờ Happy sẽ đi lên cái tháp này. Wow. Ủa không thể tìm. Happy không biết luôn á. Ủa sao mà Happy leo lên được luôn. Yay. Giờ có này hả? Rồi sao? Rồi sao? Rồi lên đây chơi vậy thôi hả? Ê mới nó bắn cái gì ra. Ủa đâu phải đâu. Hình như là cái bạn kia bắn phóng. Cho mình tốt. Thôi để đi qua bên cái chỗ kia nha. Ủa mới thấy cái gì á, quẹo quẹo quá. Hi. Ủa sao không có cái cửa để đi vô mà lại có cửa sổ ta. Ngộ. Rồi để vô cái. Tại ở nhà không có cái cửa nữa. Nhà không có cái cửa nữa mà để cửa sổ. Không nổi. Thôi bây giờ Happy sẽ... Ê! Happy đánh cái con này nè để Happy tăng level lên. Wow. Làm gì? Không ngờ mà level 2 mà... Cũng không level 1 mà đánh nổi level 5. Lấy thêm cái rune nữa kìa. Ủa? Đó. Nhờ bây giờ Happy sẽ đánh cái con này tiếp để đi level nha. Hình như mình Happy sẽ đánh cho tới level 3 đi. Nữa. Happy hiện tại là Happy bên blue á nha, chứ không phải Happy bên red đâu. Không phải bên mà gì á. Chữ 3 red hay gì á, không biết. Happy cũng biết chữ gì nữa. Rồi đánh tới sắp tới level 3 rồi nè. Còn có một chút nữa level 3 rồi thì Happy sẽ đi chịu xuồng. Hey. Biết sao Happy biết cái game này không? Tại vì hồi sao đi chậm vậy? À tại vì hồi mấy lúc trước Happy có thấy á, nhưng mà Happy không có chơi. Cái xong cái Happy vô, Happy chơi hỏi Happy thấy vui. Nên Happy chơi luôn. Đó. Không phải chơi luôn nha, mà kiểu chơi. Đó, cái này là gì ta? À cái này năng lượng này có đi máu. Đúng rồi, xồn cái shop. Ủa? À, xuống free.
Rồi, ok. Rồi đừng nói chuyện nữa, để Happy đi đi. Cái chuyện nó Happy đục á. Happy giỡn thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái đi qua cái đảo nha. Rồi. Đang ở giữa biển nè. Wow, sương mù không. Gì vậy? Oh my god. Cái thuyền kìa, còn mình chỉ là một cái xuồng thôi. Oh my god, thật là. Nhưng mà không biết ở đây là mấy con khỉ level 14 luôn. À, đau nha. Level 3 đánh lại con level 14 mà bị nè tàn. Con khỉ này dài. Ê. Ê. Ôi chạy theo ngoài bạn cấp biển. Ê tối mà thôi đi ra. Đợi trời sáng thì là mình sẽ đi lại mấy chỗ tối tối. Không, ý Happy nói là mấy chỗ tối tối như thế này nè. Đợi trời sáng Happy sẽ đi lại á. Lại kiểu như là đánh cho nó sáng chứ giờ tới thôi à. Giờ phải tìm mấy chỗ nào sáng. Wow, nửa mặt trăng. Đẹp quá. Không, bây giờ mình sẽ đi lại cái chỗ hả? Cái gì á? Nghĩ gì đây? Thôi kệ đi. Ai đi qua bên đây đánh được nè. Bên đây cho nó nhanh. Gì giờ gian lận dậy. Đang farm hả? Không, thôi mệt quá. Mấy bạn nó nói chuyện. Chuyện nghe đau lưng quá. Mình nói chuyện nghe sợ ma quá. Thôi bây giờ mình sẽ đi. Ê, có cái gương kho báo. Đó, bây giờ từ leo lên thôi cũng yên, không ổn nữa. Được 829. Thôi bây giờ mình sẽ đi tìm mấy con quỷ đó để Happy đánh đó. Happy farm đó. Ngồi đông. Ủa à, có thêm cái gương nữa kìa. Ủa nhớ có mấy. À quên, bên đây không có. Bên này không có, quên, tự nhiên đi qua bên đây cũng rảnh. Ở đâu rồi, đâu mất ba cái xuồng. Đây. Hơi. Bây giờ mình sẽ đi qua cái chỗ ấy. Ủa mà không biết cái đó là cái gì nữa. Hình như là một cái hòn đảo. Không, nó khác bên đây. Nó có cái xoay xoay á, xoay gió. Ừ, cái xoay năng lượng á. Tần ơn vậy mà Happy cũng biết. Thôi. Đó, rồi giờ mới biết là mấy bạn nó đây. Bây giờ mình sẽ đi lại để chơi nha. Không phải để chơi. Mà để chơi. Ai con này level 5 đánh được nè. Ê, level 5. Ui giời. Mùa đông năm nay nóng nhỉ. Không ai bị giỡn á. Tần ơi mấy cái con này. Hey. Level 5 mà. Con level 3 mà đánh lại con level 5 nó thua có. Ủa. Đến level 4 luôn rồi. Cái chỗ này Happy đi hay đi pha mấy con này nè. Hey. Ui giời tụi cái gì. Sao cái con của mình nó bị đi ngủ rồi nha. Đó, thấy không? Nó bị đi ngược lại không ạ? Để chạy. À! Chơi gì? Chơi kỳ quá à. Tự nhiên lôi Happy xuống cái biển. Đánh lại nè. Đánh cho thành level 10, level 5 luôn. Thôi mình đánh tới level 5 mình sẽ qua mình trả hùa con khỉ. Thôi chứ Happy không biết Happy đánh nổi con khỉ đó không nữa. Con khỉ đó. Lên level 5 rồi nè. Vui quá à, lên level 5 rồi đó. Quá vui luôn á. Ở đây còn gì nữa không? Nè còn mấy quỷ này nữa nè. Lên đánh á. Thằng ơi lộn hoài à. Đừng có lộn nữa coi. Đấy. Tụi cái giời. Ui giời. Đó, thấy không? Chui đã đánh được đó rồi nè. Ê, không chưa kiếm chuyện nha. Kiếm chuyện trước đấy. Ui giời, dám đánh đi bị.
Son level 6 luôn đi. Rồi, đánh để đánh mấy con này cho Happy lên level 6 không? Ủa? Sao chưa lên level 6 vậy các bạn ơi? Đấy. Rồi, level 6 nè. Đánh luôn con này, đánh nốt con này đi. Đấy. Ủa? Dài quá vậy. Rồi xong. Được rồi, đi thôi. Rồi bây giờ không biết đi qua đâu nữa nè. Đi ơi. À, cái này để chạy nhanh chứ cái gì tự cái gì. Trời ơi, bây giờ Happy chạy nè, Happy đi bộ nè. Đi bộ đó, Bushi đen. Thôi Happy dở. À, bây giờ đi đâu nữa? À, đi qua khỉ nè. Mình thua hình như con khỉ tới à. Ủa, tới 8 level cái gì chân. Thôi kệ, đi qua độc nó luôn. Không biết có công mày sắc hồi có ngày á, bay luôn. Thị trấn hả? Thị trấn ở đâu ta? À, bây giờ này, bây giờ Happy sẽ đi qua đảo khỉ. Ủa, sao trời tối hoài nè. Các bạn có thấy gì không? Cái gì vậy? Mày coi cái gì vậy? Ủa, nó mờ quá à. Thôi thôi. Nói cái Happy giật mình luôn đó. Thôi thôi. Ủa, nhìn lên cái cục sáng sáng đó, nhìn sợ ma quá à. Thôi, bây giờ Happy đánh khỉ. Các bạn có thấy Happy nói chuyện liên quan không? Happy không biết. Ê, con khỉ kìa. Oh my god. Để lấy kho báo đây. Lấy money. Ê, ê. What's your name? Đó, thấy không? Khỉ nó bắt đầu nó mất máu rồi. Bây giờ đau. Không chơi. Đi. Bum. Yeah. Like back in your area. Nó là level 7 nè. Ây da, sao đi chậm quá. Hello. Còn mừng thì. Rồi mình bây giờ mình chỉ thua nó 7 level thôi. Wow. Ây da, đánh hụt. Ây da. Ê, chơi da quá à. Con mân kỳ này. Đi ra chỗ khác không có chơi. Thôi giỡn á. Chứ sao Happy chơi hẹn. Rồi đánh thêm con nữa lên level 8 luôn. Đánh nốt con cuối đi. Đánh luôn con này đi. Ây da, rồi xong Happy ngẫm rồi. Quên để ý máu. Ây da, sao chị chẳng có gì tèm. Hello, ôi sao bạn nó nhảy xuống biển à. Ê, cái thuyền của Happy bay. Trả thuyền đi coi. Chơi dùm viên để thuyền của Happy. Ây da, quên lấy cái sức mạnh. Nó bay chưa ta? Ôi, chơi yêu duyên mà chơi lấy thuyền quá. Ôi, chơi lấy sầu quá bây giờ. Lấy sầu free nè. Rồi, mất sầu rồi kìa. Thôi rồi, mất sầu rồi. Khoan. Dân này đúng không? À, đây. Ở đây nè. Chỗ xuất phát ở đây nè. Rồi, tới lúc mà Happy đánh xong mấy con khỉ á thì trời nó mới xuống sáng. Bây giờ mình sẽ đi lại cái chỗ xuất phát. Đây. Để đánh mấy con level 5. Tới rồi. Sao đi chậm đây rồi, đi nhanh nè. Bên gì đây? À. Mấy cái đảo cái gì? Cái gì? Ôi đảo, đỡ người nè. Cuối cùng cũng sáng rồi. Lượm thêm ở này nữa. Hello.
Ủa sao bên đảo này có đúng một con luôn á. Đấy. Không, hình như không phải có một con không ta. Như có hai ba con gì. Không. Có hình như là có một con đó đây. Ừ đúng rồi đó. Có đúng một con luôn. Sao cái đảo này lại không cho nhiều con đi. Sao cái con này dài quá. Rồi level 8. Còn có 4 level nữa thôi là Happy ơi. Gì? Ủa phải. Ủa? À còn tới 6 cái nữa là Happy đánh được khỉ một cách nhanh gọn lẹ rồi. Yeah. Đó rồi xong nó nát thành tro luôn. Còn tới 300 để lên level 9. Trời ơi. Nhưng mà Happy gì bây giờ Happy đã đánh được 154 rồi. Rồi tới nè. Happy biết trước luôn, Happy biết là mấy giày nó xuất hiện luôn. Không kiểu là Happy không phải biết nữa mà Happy đùng. Đâu bên lại nó nè, nó xuất hiện nè, 1 2 3. Xuất hiện đi. Ô nè, nó xuất hiện nè. Ôi nó đại. Ôi, nó đại thì cũng đúng nè ha. Đúng lúc ghê á. Bây giờ 200 rồi nè, còn 100. Hello. Không còn có 90 à. Đấy. Nữa. Đã. Nữa ha. Xuất hiện đây nhanh lên. Một hai ba xuất hiện. À này xuất hiện nè. Ủa à, giờ đánh luôn con này đi. Đánh nó. Rồi con cuối nè. Đông con cuối. Tờ ơi cũng không dám lên nữa. Tức kỳ thi. Tại con này nè. Rồi xong lên level 9 rồi. Rồi quá vui rồi. Giờ đi tiếp nha. Vui rồi. Đi tiếp à. Rồi xong. Vui rồi. Giờ về. Ủa không phải đi về. Đi tiếp à. Đi thôi. Được rồi đi thôi. Level 9 nè. Level 9 nè. Cũng có 5 level thôi. Liêu ơ kìa mắc cỡ chưa. Chưa đâu. Ê còn chút máu à. Bị sốt. Để máu nó hồi tới 4 mấy đi. Rồi giờ qua chữ hờ nè. Đấy giời. Từ cái gì. Ê kìa có gì vậy. Đồ đỏ má à. Ủa cái này là gì. Shop họ bán cái gì vậy. Này đừng đánh này bay nè. Đâu ra con quỷ 200 cái gì mà. Đánh cái chắc mình chết. Chắc mình bay luôn. Hết hồn. Đâu ra cho nó hoài mấy cha nội. Thôi giờ Happy không để ý mấy người đó nữa đâu. Giờ Happy sẽ đi lên đây. À tới tự cái gì. Đi lên đây chơi chứ có gì đâu tới thui nữa rồi nè. Sao tối nhanh nha mà sáng chậm. Hơi. Happy quên chỉnh cái kia lên mà Happy đã đánh cái con đó. Đau nha. Đau. Ha. Đố đánh được Happy á. Không biết nó có hồi máu không nữa nè. Không hình như không á mẹ ơi. Nó không có hồi máu. Để bây giờ đi xuống đó. À, không đợi tới chữ hồi này đi. Để máu tới chữ máu. Ủa. Để máu sắp tới chữ máu đi. Rồi mình sẽ bắt đầu đi. Ăn như cái này. Nó không chịu nó lên vào 50. Ê đừng đánh Happy nữa. Đó trời đó. Ê như bạn này có nẹp. Nói chung cũng ê nữa đó. Tới giờ nữa. Đó. Báo không thôi đi qua đảo khác mua. Mua mấy cái trái để chơi tiếp. Con khỉ này. Cái con chó này. Hay là monkey. Ủa không cái con khỉ.
nó Abby thích vậy nè. Lát rồi bị lát rồi kìa, băng râu trắng rồi. Ủa là gì băng râu trắng mất ta? Để đi qua mua mấy cái trái trái ác quỷ đúng không ta? Ừ đúng rồi đó. Không, Abby tự hỏi, Abby tự trả lời. Abby nghĩ chắc đúng rồi, đã giờ Abby đi mua. Tại vì nãy Abby không có mua, cần level lẫn. À, mình nói mình ở đây đến với trái ác quỷ. Nhưng mà Abby xàm lắm, Abby đi mua cái nỏ. Coi ngu không? Đất thiệt chứ. Còn có 127 money. Coi ngu ngộ. Rồi này, cái đám mây thần kỳ cái gì mấy à, ở đây có sùng nè. Lên. Ủa sao làm hình hình tôi trượt tội. Happy sợ độ cao, Happy leo lên chắc không làm được nè. Ừ chắc vậy á. Ừ. Đúng rồi chứ đâu phải chắc vậy đâu. Con này level mấy đây? Bỏ qua. Không ai làm nhau nha. Đâu ra tới level 500 như vậy. Ủa không, level tới 100 mà. Làm mấy gì cha. Rồi thôi đi tiếp thôi. Wow, tiếp theo là cái gì vậy? Ui cưng quá vậy. Dễ thương. Ê đó. Rồi đi xuống nè. Bu. Hello, ơi sao cái ốc choạng vậy? Các bạn ơi, trên cái nick kia của Happy á, là bạn biết sao không? Happy cũng có kiểu như là không phải có cái ốc choạng, Happy có cái cánh á. Ôi, cái cánh nó đã lắm. Mà không biết Happy dòng bây giờ. Ờ, nhưng mà nói chung là vừa vô Happy có cái cánh cái chút xíu à. Còn cái cánh kia các bạn biết sao không? Cũng y như vậy. Nhưng mà kiểu như là sao ta? Ừ, cũng cái cánh á, nhưng mà Happy, nhưng mà cái cánh đó, nó rất là bự luôn. Bự lắm luôn á. Hai. Các bạn ơi, ngày hôm nay á, Happy đã mua được cái cây nỏ rồi nè các bạn ơi. Đúng không ta? Ừ, đúng rồi đó. Và nếu như mà các bạn muốn Happy kiểu như là làm về chủ đề kiểu như là blog food như thế này nữa thì các bạn hãy nhớ like và share nhiều cho Happy nha, để Happy có động lực để làm tiếp cho các bạn xem nha. Bây giờ thì chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.